Dùng đồng hồ gì để đi bơi? Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh của Thầy Chiến dạy bơi nha. Ngày hôm nay Thầy Chiến sẽ quay về với chủ đề đó là đi bơi thì chọn đồng hồ gì. Đầu tiên các bạn muốn đi bơi thì các bạn sẽ mua một cái đồng hồ đúng không? Nhưng tùy vào cái mục đích sử dụng của các bạn mà các bạn sẽ chọn lựa một cái đồng hồ cho nó phù hợp. Ví dụ các bạn chỉ đi bơi để xem giờ thôi, để chỉ xem giờ khi đi bơi thôi, thì các bạn có thể chọn một cái đồng hồ rẻ tiền ở mức khoảng là 500-700 ngàn một cái. Các bạn có thể chọn thương hiệu như là Casio. Đó là thương hiệu này là Chiến đã từng dùng với mục đích là chỉ để xem giờ và đặt báo thức. Thì cái loại Casio là đặc biệt, là có thể nói là chùm chống nước rồi. Đó, thì các bạn có thể mua một chiếc như vậy. Còn nếu đi bơi mà các bạn chọn một loại đồng hồ để mà có thể đo được quãng đường bơi của các bạn, thì các bạn có thể chọn những dòng cao cấp hơn. Ví dụ Chiến đã dùng một là chiếc Garmin 920 XT này. Chiếc này là Chiến được tặng, được một anh trai tặng, sử dụng rất là thích. Còn hiện tại Chiến đang sử dụng đó là chiếc Coros. Đây là tên của em ấy, Coros Apex Pro nhé. Chiếc này thì Chiến mua giá khoảng tròn 10 triệu nha. Chiếc này Chiến dùng cực kỳ là ưng ý luôn, bởi vì là cái điểm đặc biệt thích nhất đối với Chiến đó là cái độ pin. Cái pin của nó cực kỳ bền luôn, cực kỳ lâu luôn, đỡ phải sạc nha các bạn. Các dòng đồng hồ khác ấy, thì dùng khoảng một vài hôm là phải sạc pin một lần rồi, khá là bất tiện. Còn cái này nè, cái này là Coros, thì Chiến dùng là chắc phải 1-2 tuần mới phải sạc pin một lần. Cho nên đó là một cái điểm mà Chiến rất là thích ở cái thương hiệu Coros này nha. Ở đồng hồ á, các bạn sẽ chú ý đến một cái thông số, đó là thông số áp suất nước nha. Đó là nó sẽ ghi ở trên đồng hồ á. Ví dụ cái đồng hồ Chiến của Chiến là nó là 10 ATM, có nghĩa là nó chịu được áp suất ở độ sâu mực nước là 100m nha. 10 ATM tương đương với 100m. Còn những cái đồng hồ khác á, thì nó sẽ có những cái thông số, thường là 3 ATM là 30m, 5 ATM là 50m, 10 ATM là 100m và 20 ATM đó là 200m. Thì những cái thông số này các bạn xem ở cái hình dưới đây nha, và Chiến sẽ giải thích để các bạn hiểu hơn. Đồng hồ với thông số 1 ATM thì chỉ thích hợp khi mà rửa tay và đi mưa thôi. Đồng hồ với thông số là 3 ATM thì có thể là rửa xe khi mà nước văng vào mặt đó bạn. Đồng hồ 5 ATM thì có thể đi tắm được nha. Đi tắm thôi chứ cũng chưa đi bơi được, 5 ATM còn hơi yếu. Đồng hồ 10 ATM thì có thể thích hợp bơi lội và nhảy cầu nha. Đó, các bạn mua một cái đồng hồ để đi bơi thì nên chọn thông số là 10 ATM nha. Còn đồng hồ 20 ATM thì các bạn có thể đi lặn sông được nha. Còn nếu mà các bạn đi lặn biển, lặn độ sâu thật là sâu á, thì các bạn nên mua những cái đồng hồ nó có cái thông số ATM lớn hơn. Ví dụ như là 50 ATM nha các bạn. Trước đây á, trước khi mà Chiến dùng cái thương hiệu Coros Apex Pro này á, thì Chiến có sử dụng một cái con là cũng của Coros luôn, Coros Space. Đó, Chiến dùng con đó được một thời gian cũng khá là ưng ý. Nhưng mà khi mà Chiến muốn nâng cấp lên, muốn một cái mẫu mã mới, thì Chiến dùng cái con này. Và trước khi mà Chiến đổi đến cái thương hiệu này á, thì Chiến có dùng qua một cái dòng đồng hồ, chắc nếu mà trong dân bơi là các bạn sẽ biết đến cái đồng hồ đấy, nhưng mà Chiến sẽ không tiện nói ở đây, bởi vì Chiến dùng cái đồng hồ đấy thì nó cũng mới ra mắt thôi. Nhưng mà khi mà dùng cái đồng hồ đấy là nó bị lỗi là Chiến nhớ là nó không đồng bộ được với điện thoại. Và Chiến cũng đã đổi một con cùng loại y chang thì cũng không được, cho nên là bên đơn vị bán hàng người ta đã hoàn tiền lại. Thì cái đồng hồ đó là nó có số 2 nha, còn thương hiệu nào thì Chiến không tiện nói ở đây. Đó, nếu như các bạn mà đã dùng cái đồng hồ mà chuyên về bơi đó mà nó lại có số 2 á, mà nó có tình trạng
bị lỗi hoặc là giống như Chiến nói á, bị không đồng bộ được với điện thoại á, thì chắc là biết cái đồng hồ đó là thương hiệu gì rồi ha. Đồng hồ thì nó có rất nhiều thiết kế, ví dụ như là hình vuông, hình tròn, thiết kế theo dạng nút bấm hoặc là thiết kế theo dạng núm xoay. Đây nè, thiết kế theo dạng núm xoay, đây các bạn quan sát nè, đó, nó xoay được cái núm này là điều chỉnh lên xuống đó, là up down đó. Mới đầu là mọi người cũng hoài nghi, ngay cả bản thân Chiến cũng hoài nghi cái đồng hồ này núm xoay như vậy thì nó có bền không, nó có hay bị vô nước hoặc là nó bị liệt nút không. Thì dùng một thời gian trải nghiệm tính đơn vị bằng năm ấy, thì mình thấy là cái dòng đồng hồ này rất là ok nha, xài rất là tốt đó. Về kinh phí để chi ra để mua cho một con đồng hồ ấy, đó là tùy vào túi tiền của bạn, nhưng mà Chiến đề xuất các bạn nên mua một con đồng hồ giá trị. Nếu mà để đi bơi nha, để mà đo được quãng đường bơi ấy, thì các bạn nên mua những con đồng hồ giá nó khoảng từ 7 triệu đổ lên nha. Còn nếu mà nó thấp hơn thì cái chất lượng của nó e là sẽ cũng không ổn lắm nha. Tất nhiên là ở mức vẫn dùng được, nhưng mà theo kinh nghiệm của Chiến dùng thì các bạn nên chi tiền ở cái mức như vậy. Tất nhiên là nếu mà các bạn chi những cái con đồng hồ cao cấp hơn, ví dụ mười mấy triệu hoặc là trên 20, thậm chí là 50 triệu thì những con đồng hồ đó là đẳng cấp rồi. Ngoài về những cái tính năng của nó thì nó mẫu mã, thiết kế các thứ nó vẫn đẹp hơn nha. Nói sơ về con đồng hồ mà Chiến đang dùng á, thì con đồng hồ này nó có rất là nhiều chức năng nha, và chơi được rất nhiều môn thể thao, không chỉ riêng môn bơi nha. Đây Chiến sẽ giới thiệu về những cái chức năng ở bên trong của nó cho các bạn cùng xem nha. Đây các bạn đang xem đó là, đây là cấu hình mặt của cái đồng hồ Apex Pro này, Coros. Thì bên trái này là số bước đi, là từ sáng giờ là đi được 2162 bước đó. Thời giờ hiện tại là 15:05 đó. Rồi các thông số khác, bây giờ vào bên phần bên trong để các bạn cùng xem nha. Đây mình sẽ vào đây trước, đây là cái chức năng mà Chiến hay dùng nhất là Pool Swim nè, là bơi ở hồ, nhấn Enter và thử. Đây nè, là nó bơi, Chiến set setting chiều dài là 25m nha, và nó sẽ đo được nhịp tim của mình ở cái thời điểm mình đang bơi luôn, là mình cái nhịp tim hiện tại nó đang ở mức bao nhiêu là nó đo được hết luôn khi mà đeo vào tay nha. Còn hiện tại Chiến đang cầm như thế này thì nó không đo được. Rồi mình trở ra menu nè, Open Water là bơi ngoài trời nha. Bơi ngoài trời, chức năng này là khi mà các bạn dùng để bơi ở sông hoặc là bơi ở biển ấy, thì các bạn bật chế độ này lên, các bạn đợi nó đo được cái định vị GPS. Đây là cái cục phát sóng, cái hình ở bên tay phải nè, ở chỗ ngón tay Chiến chỉ nè, cục phát sóng đó. Đó, rồi nó đầy full này nè, là nó bắt được GPS rồi. Thì nó sẽ đo quãng đường bơi dựa trên GPS của các bạn. Bởi vì khi các bạn bơi ở ngoài biển hoặc là ngoài sông, ngoài suối á, thì các bạn sẽ đo bằng cái chế độ này nha. Đó, môn thuyền buồm nè. Đó, đây, chèo thuyền nè. Đó, rất nhiều môn thể thao các bạn có thể xem. Triathlon, 3 môn phối hợp nè, tập sức mạnh nè, đi bộ nè, tập gym nè, cardio nè, trượt tuyết nè. Đó, rất nhiều môn thể thao, đa môn nè, tập thể dục. Và các bạn có thể thêm được những cái môn khác vào đây luôn nha. Chạy bộ nè, đó, chạy trong nhà, chạy máy nè, chạy trail nè, chạy đường núi đó. Rất nhiều đó. Rất nhiều môn thể thao luôn nha các bạn. Nhưng mà đối với dân bơi như là Chiến thì Chiến chỉ có chọn một môn là Pool Swim và Open Water Swimming thôi nha. Đó, mục đích Chiến dùng con đồng hồ này là chỉ để đo quãng đường bơi là chính nha các bạn. Đồng hồ bơi thì nên mua ở đâu? Thì Chiến khuyên các bạn là nên chọn mua ở những cửa hàng uy tín lớn. Đó, cửa hàng uy tín lớn để người ta có những chính sách bảo hành và đổi trả nhanh chóng. Bây giờ Chiến sẽ đeo đồng hồ và nhảy xuống bơi cho các bạn xem nha. Đồng hồ này với
Dây đeo là màu xanh lá cây nha. Chất liệu là nhựa dẻo, rất là bền và chắc chắn. Ngoài ra khi chín mua thì còn được chị bán hàng tặng thêm cho một sợi dây đồng hồ dự phòng nha. Đó, đeo đồng hồ vào bơi nhìn nó đẹp hơn hẳn nha các bạn. Tự tin hơn, các bạn sẽ tập trung vào động tác của mình được hơn. Bởi vì là không cần phải nhớ là bao nhiêu vòng bơi rồi. Nó sẽ giúp cho các bạn tiến bộ hơn. Giống như là mình áp dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ vào đó. Tại vì sao? Ví dụ như là khi mà các bạn đeo đồng hồ đi, nó sẽ có những chức năng phân biệt 4 kiểu bơi của các bạn nè. Các bạn bơi ếch, bơi sải, bơi ngửa, bơi bướm, nó đều phân biệt được. Đó, và nó tính toán, nó đo được là các bạn bơi bao nhiêu mét. Ví dụ buổi hôm đó chín bơi 500 mét sải hoặc là 700 mét ếch đi, thì nó đều đo được. Và khi mình đồng bộ lên phần mềm ở trên điện thoại á, thì nó sẽ thông báo từng chỉ số riêng, từng chỉ số nhỏ cho các bạn về tốc độ, về thời gian, về calo tiêu hao. Đó, đó là chiếc đồng hồ Chiến đang đeo trên tay nha các bạn. Nếu như mà có khả năng thì các bạn hãy mua cho mình một chiếc đồng hồ như vậy nha. Nó sẽ giúp bạn bơi tốt hơn, cải thiện tốt hơn nha. Một điều lưu ý đó là khi mà các bạn dùng đồng hồ này để đi bơi biển á, sau khi bơi biển xong thì các bạn nên rửa đồng hồ bằng nước sạch nha. Rửa bằng đồng hồ bằng nước sạch để tránh cho đồng hồ bị muối ở nước biển ăn mòn nha các bạn. Nên rửa đồng hồ. Và khi mua đồng hồ thì Chiến khuyến khích các bạn là nên mua trực tiếp nha. Hoặc là mượn đồng hồ của ai đó để đeo thử, dùng thử trước khi mà mua nha. Bởi vì đồng hồ nó có những kích thước to nhỏ khác nhau. Có những cái nó sẽ to hơn cổ tay của các bạn, nhìn nó hơi thô nha. Và từ đó các bạn lựa cho mình một cái đồng hồ vừa với cổ tay của bạn. Thông qua video này thì các bạn cũng biết lựa chọn cho mình một con đồng hồ phù hợp rồi đúng không? Sẽ xét vào nhiều tiêu chí, đó là thẩm mỹ nè, các bạn thích hình vuông, thích hình tròn, tiêu chí màu sắc nè, các bạn thích màu đen đơn điệu hoặc là nhiều màu, màu xanh, màu đỏ đó, rồi là về tính năng đó, để bơi đo cho chính xác. Và đặc biệt đó là tiêu chí quan trọng nhất, đó là kinh phí, túi tiền. Thì tùy vào cái túi tiền của các bạn mà các bạn chi một cái khoản tiền cho cái con đồng hồ nó phù hợp. Nhưng mà Chiến đề xuất các bạn là nên mua một con đồng hồ giá nó từ khoảng 7 triệu đổ lên nha. Còn nếu mà những cái con đồng hồ mà nó rẻ tiền quá thì e là cái chất lượng của nó sẽ cũng không tốt. Đó, đôi khi các bạn mua rẻ quá thì các bạn lại dùng một thời gian các bạn lại cảm thấy không hài lòng lắm nha. Đã mua rồi thì cố gắng mua một con đồng hồ ở mức trung khá khá, hoặc là có thể mua con đồng hồ giống Chiến đang sử dụng là đặc biệt là rất là ok rồi, không còn gì để chê nữa nha. Rồi, buổi chia sẻ đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thử xem đồng hồ các bạn đang dùng là gì, thương hiệu gì, ATM là bao nhiêu thì hãy bình luận ở phía dưới để Chiến cùng biết nha. Rồi, bye bye các bạn. Thầy Chiến dạy bơi, chúc cho các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn bơi tốt nha.